Và mỗi sáng thứ tư và chủ nhật hàng tuần, miền Tây Hôm Nay buổi sáng của VTV Cần Thơ sẽ dành thời lượng để phản ánh những câu chuyện dân sinh thông qua tiểu mục Đường Dây Nóng. Tuần qua thì chúng tôi đã nhận được phản ánh của nhiều bà con sống tại xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, phản ánh về tình trạng tuyến kênh thủy lợi Bờ Xoài bị lấn chiếm. Bà con cho biết thì kênh Bờ Xoài là nguồn nước tưới tiêu ruộng đồng cho người nông dân trồng lúa. Bên cạnh đó, nông sản của người dân làm ra cũng nhờ tuyến kênh này vận chuyển hàng hóa để buôn bán. Việc lấn chiếm tuyến kênh của một số hộ dân đã làm thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng đến sản xuất và lưu thông hàng hóa của bà con. VTV Cần Thơ sẽ sớm liên hệ với cơ quan chức năng để phản ánh thông tin đa chiều đến bà con ngay khi có thể. Tuần qua thì VTV Cần Thơ cũng đã nhận được phản ánh đơn thư của người dân sống tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ về vấn đề là tích hợp giấy phép lái xe. Anh cho biết là đã tích hợp bằng lái xe gồm A1 cho xe máy và B2 cho xe ô tô. Nhưng mà là do vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ nên là bị tước giấy phép lái xe hạng A1. Giấy phép lái xe ô tô B2 tích hợp chung nên cũng bị tạm giữ theo. Hậu quả là anh không thể lái xe ô tô. Vấn đề này thì chắc chắn không phải là trường hợp duy nhất. Chúng tôi sẽ liên hệ với các cơ quan chức năng và trả lời cụ thể đến khán giả. Trong phần cuối của tiểu mục ngày hôm nay sẽ là câu chuyện dở khóc dở cười của bà con thành phố Cần Thơ sống gần những công trình cải tạo kênh rạch. Chưa hết vui mừng vì diễn cảnh các con rạch hết ô nhiễm thì lại đối mặt với nỗi lo nhà cửa bị hư hỏng và lún nứt. Nhận được phản ánh của bà con thì phóng viên VTV Cần Thơ đã đến hiện trường để ghi nhận sự việc. Một đoạn sân có mái che dài khoảng 70 mét đã bị sụt lún và có nguy cơ sụt lún tiếp. Căn nhà này nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, cạnh công trình cải tạo rạch Mương Củi. Trước nhà là khu vực bán cà phê, thức ăn sáng, phía sau là nơi ở. Sau sự cố, quán đã tạm dừng kinh doanh. Ở nhà em cái nó bị sạt lở từ từ. Thế xong cái ngày hôm qua là nó cái chỗ này nó lún xuống luôn, vậy nó sạt nó làm ảnh hưởng rất là nhiều. Và cho nên là em rất là mong là công trình sẽ đền bù thiệt hại cho người dân. Nhiều tháng nay, gia đình 4 người của chị Hồng Hạnh cũng không thể sống trong căn nhà của mình mà phải chia nhau đi thuê nhà trọ sống tạm. Nguyên nhân là quá trình thi công dự án cải tạo rạch Ngã Bát, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã làm ảnh hưởng đến nhiều căn nhà ở đây. Vách tường, nền nhà chi chít các vết nứt. Những dấu hiệu như thế này cho thấy những căn nhà ở đây đã không còn đảm bảo an toàn. Tôi sợ quá đi rồi tôi mới chạy, tính là nửa đêm tôi cũng là thấy là vậy thôi rồi đó, tôi cũng vẫn ở. Tưởng là nghĩ là chắc hở gì được một chút xíu thôi. Sao nửa đêm sao mà làm quá trời luôn rồi tôi sợ quá, tôi chạy ra ngoài luôn, bỏ đồ chạy ra hết. Rồi giờ nhà tôi nứt hai bên đây nẻ cái này, nó muốn sập rồi. Bị nó nẻ nó khiêng xuống đây mà. Rồi tôi báo ngoài ôn với ai rồi ha. Nó để bảo hiểm nó đền, để lo bảo hiểm. Mà nhà tôi có trên 50 năm rồi. Có giấy cho sửa chữa nhà rồi đàng hoàng. Mà tới giờ coi như là làm tin không ai nói gì tới. Công trình cải tạo rạch Mương Củi, Ngã Bát, Xẻo Nhum và Mương Lộ 91B thuộc dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị do ban quản lý dự án ODA thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Khi hoàn thành, giúp thoát nước chống ngập khu trung tâm thành phố. Tuy nhiên, trong quá trình thi công đã làm ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân. Bà con đề nghị chủ đầu tư phải sớm có hướng giải quyết hợp tình, hợp lý. Quý khán giả có những vấn đề cần phản ánh, hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng là 0901-282-282 của VTV Cần Thơ hoặc gửi đơn thư về địa chỉ số 407, đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Chúng tôi sẽ sớm xác minh và phản hồi đến bà con.